Thì anh em có nhu cầu sử dụng về lưới đánh hoặc là âm ly loa đài thì liên hệ nhé. Anh này ba cháu này. Chào anh em nhé, men theo những tay lưới 7 phân để gỡ chim rẽ run. Cũng như là chim, những cái dòng chim đê đánh lưới. Kiếm gì ra anh ạ? Hai bảy nghìn con. Rẽ hồi đi lại. Nhiều phết này. Rồi, lúc 4 giờ xoay thì có 3 con. Đồng trên. Bắt lốt đôi đây. Tất cả những cái dòng lưới đánh đêm anh em có nhu cầu thì tham khảo bên nhà. Mô hình đánh này đẹp lắm anh ạ. Đây, còn bãi trên kia được nhiều lắm, bãi trên kia không đánh tiếng, hỏng lưới thế đấy mà thấy dính dày ghê. Tinh đuôi xòe thôi anh ạ. Trích thì được một cặp chống mái. Bản đánh đây. Thì tất cả những cái mô hình ví dụ như lưới đêm này hoặc loa đài âm ly, để anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ cho bên nhà em. Số điện thoại mua hàng thì em để ở góc màn hình video. Anh em để đến thì bên cơ sở là lên đơn gửi cho anh em. Đây rẽ này, dính nhằng nhằng này. Ok nhá, bây giờ lên bàn lưới đánh hóng để quay cho anh em xem. Bàn lưới đánh rẽ hóng này nghe này. Tiếng thì đánh ở dưới, nhưng mà chim nó hay văng lên đây. Đấy thì là cắm đánh thì thấy dính cũng ghê anh ạ. Dính nhiều phết ấy. Ở đâu nó vừa bay ấy? Nhiều phết anh ạ. Ở đây này. Một đôi đây. Cánh này được 3 con. Toàn bộ lưới rẽ sợi 15 là cắm đánh lên đây anh em nhé. Thì anh em có nhu cầu sử dụng về lưới đánh hoặc là âm ly loa đài thì liên hệ nhé. Anh này ba cháu này. Ui nhiều quá anh ạ. 4-5 này. Đây 4-5 này. Đấy, 2 con một chỗ này. Nhiều phết anh ạ. Còn bàn dưới kia gỡ được mấy chục rồi nhỉ. Anh không cầm túi lên thì đựng đéo được. Mười mấy con. Đây đã đến đây đã là 5 rồi. Không cầm túi lên có đựng cứt. Đây đánh hóng, anh xa tiếng anh ạ, nhiều đạn nó va tiếng nó sợ. 5 rồi đến nhá. Giữa này không thấy được anh ạ. Nhiều ghê anh ạ. Đến chỗ này vào có 200 mét. Sáu bảy này. Tinh đuôi xòe cánh trắng này anh em. Tám con. Tám con rẽ ở bãi đánh hỏng. Đây. Đây kiểu như là không làm mà đòi có ăn đấy anh ạ. Không tiếng tăm gì đâu, chỉ đánh hỏng thôi. Vợt là đánh hỏng để bắt. Còn dưới bán không hỏng kia thì đấy anh em thấy sếp mà đang xách một túi đầy kìa. Đấy. Bây giờ hôm nay là giữa tháng 9 âm rồi thì con đuôi xòe này nó còn đi được đến
Nói chung là như bọn em đánh thì đánh ở gần nhà đây cứ phải đến tầm khoảng giữa tháng 10, cuối tháng 10 mới gọi là bao giờ vãn thì rút. Rút xong lại chuyển đánh te. Đấy, lưới rẽ này thì làm 3 túi hết anh ạ. 4 dèm 3 túi. Hàng lưới chuẩn. Đấy, còn bây giờ thì tập trung đi gỡ cùng anh cho nó xong sớm nha anh em. Chào các bác đây, dân ra đồng nhiều rồi.